Chào các bạn học sinh lớp 6. Video ngày hôm nay của chúng ta sẽ là phần thứ 5, chữa đề cương ôn thi học kỳ 1 tiếng Anh lớp 6, đề cương số 2 nhé. Trong video phần 4 thì chúng ta đã dừng ở bài tập số 3 là bài chia động từ trong ngoặc rồi. Còn video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm bài là bài cho giọng đúng của những từ cho sẵn để làm thành các câu hoàn chỉnh. Với dạng bài này thì rất nhiều bạn học sinh đều băn khoăn không biết cách làm và có nhiều bạn đã từng nhắn tin cho mình hỏi cách làm bài này. Thì hôm nay nhân tiện đây có cái đề cương này thì mình thực hiện video để hướng dẫn cho các bạn luôn nhé. Với dạng bài tập này thì cũng có khá nhiều cái phải nói. Và đây cũng là một trong những dạng bài mà rất nhiều bạn học sinh cảm thấy sợ. Nói thật là cảm thấy sợ đúng không nào? Bởi vì là để làm được cái dạng bài này ấy, thì các bạn sẽ phải trải qua hai bước. Bước thứ nhất là chúng ta phải xác định xem những cái chỗ trống cần việc điền ở đây này. Chúng ta cần phải xác định xem là những chỗ này chúng ta cần phải điền từ loại gì. Danh từ, động từ, tính từ hay là trạng từ. Và đôi khi còn phải là những từ trái nghĩa nữa. Được chưa nào? Đấy là bước 1, chúng ta cần phải xác định được từ loại. Và bước 2 là sau khi đã xác định được từ loại rồi thì chúng ta lại cần phải xác định xem những cái từ được cho sẵn ở đây đó là từ loại gì này, bản thân nó đang ở dạng gì. Và chúng ta cần phải biến đổi về cái loại từ loại chúng ta cần điền ở đây này. Các bạn hiểu chưa nào? Với bước thứ nhất là xác định từ loại thì chúng ta cần phải nắm rất là vững về cách từ loại bổ nghĩa cho nhau. Từ loại gì bổ nghĩa cho từ loại gì. Và đôi khi là chúng ta cần phải nhìn vào những cái dấu hiệu nhận biết trong câu nữa. Được chưa nhỉ? Và nó là đòi hỏi cả một quá trình luyện tập khá nhiều thì chúng ta mới thuần thục được. Còn bước thứ hai là biến đổi những cái từ cho sẵn này trở thành cái từ loại mà chúng ta muốn. Thì yêu cầu là người học chúng ta cần phải vững về từ vựng. Tức là các bạn vẫn phải vốn từ tốt. Được chưa nào? Các bạn phải có vốn từ tốt. Cái này thì sẽ không có cái quy tắc nào cả. Nó lại là một quá trình tích lũy. Qua quá trình các bạn làm bài tập thật nhiều, luyện tập nhiều thì chúng ta mới tích lũy dần được cái vốn từ cho mình. Ok. Trong video này mình sẽ hướng dẫn từng bước một cái cách làm bài tập này nhé. Câu đầu tiên này. Bạn cần phải chấm chấm khi băng qua đường. Và từ cho sẵn ở đây là từ care. Rồi. Về mặt ý nghĩa thì chắc là mọi người đã xác định được ý nghĩa của câu này rồi đúng không? Bạn cần phải cẩn thận khi đi qua đường, đúng chưa nào? Đấy là về mặt ý nghĩa này. Và về mặt từ loại ở đây, các bạn xác định là điền từ loại gì? Đằng sau động từ to be, chúng ta sẽ luôn để hai loại là tính từ hoặc là danh từ. Các bạn lưu ý nhé, đằng sau to be để tính từ hoặc là danh từ. Thế còn ở đây về nghĩa, bạn cần phải cẩn thận. Cẩn thận tức là một phẩm chất đúng không nào? Là một tính chất, phẩm chất. Tức là chúng ta cần phải điền tính từ vào đây. Đúng chưa? Thế còn care, từ cho sẵn này, bản thân nó hiện giờ đang là động từ hoặc là danh từ. Care vừa là động từ vừa là danh từ nhé. Care nếu là danh từ thì có nghĩa là sự chăm sóc, sự chăm nom, sự chú ý, sự cẩn thận, sự thận trọng. Còn nếu là động từ thì nó có nghĩa là trông nom, chăm sóc, chú ý đến, để ý đến. Đúng chưa nào? Nhưng bây giờ chúng ta đang cần phải điền tính từ vào đây. Đó, care này nó có hai tính từ. Một là careful, hai là careless. Được chưa nào? Careful thì có nghĩa là cẩn thận. Còn careless thì có nghĩa là bất cẩn, cẩu thả. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ điền từ careful vào đây đúng chưa nào? Bởi vì là bạn cần phải cẩn thận khi băng qua đường. Vậy về mặt từ loại là chúng ta điền tính từ này. Và về ý nghĩa là careful là cẩn thận. Như vậy là khớp với ý của câu và khớp vào về từ loại. Các bạn hiểu cách làm chưa? Thế câu số 2 nhé, chấm chấm sau giờ học phổ biến nhất ở đất nước tôi là bóng đá, football, football là bóng đá này, cầu lông và bóng rổ. Và từ cho sẵn ở đây là act, act có nghĩa là hành động, đây hiện giờ nó đang là động từ, là hành động. Ý nghĩa thì các bạn có thể đoán ra là gì nhỉ? Các hoạt động sau giờ học phổ biến nhất đúng không nào? Ở đất nước tôi là bóng đá, bóng rổ và cầu lông. Như vậy các bạn thấy là về mặt vị trí ở đây, cái từ phải điền này này, nó nằm trong cái cụm này, là cụm chủ ngữ, đúng không nào? Chính xác nó là chủ ngữ của động từ to be là are, đúng chưa? Mà đã là chủ ngữ thì nó phải có ở dạng danh từ. Chủ ngữ trong tiếng Anh chỉ có hai dạng, một là danh từ, hai là đại từ mà thôi. Đúng chưa? Ở đây có một cụm này, cụm danh từ. Đúng chưa? Chỗ này sẽ là điền danh từ này. Act, nó đang là động từ. Và biến thành danh từ thì chúng ta có từ gì nhỉ các bạn? Activity này đúng chưa? Đây là danh từ của nó rồi này, là hoạt động này. Tuy nhiên, các bạn thấy đây động từ to be nó đang ở số nhiều, đúng chưa nào? Như vậy chủ ngữ đây cũng phải là ở dạng số nhiều.
các hoạt động. Vậy chúng ta phải biến nó thành dạng số nhiều như thế này, activities. Đó, nếu bạn nào đã viết activity nhưng để số ít thì vẫn là sai nhé, không được tính điểm, phải để dạng số nhiều. Bởi vì chúng ta phải xét xem cái động từ ở đây nó là số nhiều hay số ít nữa. Đó, nhưng nhiều bạn xác định đúng từ loại rồi nhưng mà vẫn không để đúng dạng số ít số nhiều thì vẫn bị sai. Cái dạng bài này nó đánh lừa nhau rất nhiều đấy, chúng ta cần phải cẩn thận nhé, nhìn trước nhìn sau nhé, đừng có chỉ nhìn một lượt xong rồi đã điền ngay là không được đâu. Câu số 3 này, September tức là tháng 9 là tháng thứ 9 của năm, đúng chưa nào? Chỗ này từ cho sẵn là 9 là số 9. Khi nói đến thứ và tháng thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ luôn dùng dạng là số thứ tự. Chúng ta sẽ luôn để dùng số thứ tự chứ không bao giờ được dùng số đếm. 9 viết ở dạng linear như thế này, tức là nó đang ở dạng số đếm. Với con số trong tiếng Anh sẽ có hai thể loại số, một là số đếm, hai là số thứ tự. Thì các bạn lưu ý là với các thứ ngày tháng thì chúng ta sẽ sử dụng số thứ tự nhé. Số thứ tự là đặc điểm, bao giờ đằng trước cũng phải có chữ the như thế này. Bao giờ cũng có quán từ the đứng trước số thứ tự. Số thứ tự của 9 là the 9th như thế này. Được chưa nào? The 9th, đó. Không có chữ e và phải thêm đuôi th vào. Chúng ta đọc là the 9th. Th ở đây được phát âm là lưỡi giữa răng nhé. Với số thứ tự thì bao giờ th cũng được phát âm là lưỡi giữa răng. Có chữ TH ở cuối này, có dơ đằng trước này, đây là đặc điểm của số thứ tự. Tháng 9 là tháng thứ 9 của năm, như thế nào? Để các bạn lưu ý nhé. Rồi, câu số 4 này. Ngày hôm nay chúng tôi có môn văn học này. Từ văn học này chúng ta đọc là literature. Trọng âm ở đầu nhé, literature, như thế nào? Giáo dục, chấm chấm này, và môn lịch sử. Ở đây cho từ sẵn là physics, giống như từ môn vật lý đúng không nào? À, ở đây điền vào chỗ này. Giáo dục thể chất, đúng chưa? Thuộc về thể chất. Chỗ này chúng ta thấy là cái vị trí phải điền ở đây nó đứng trước một danh từ. Education là danh từ. Đứng trước danh từ và bổ nghĩa cho danh từ thì chỉ có thể là tính từ mà thôi. Vậy chúng ta sẽ biến đổi cái từ physics này sang dạng tính từ của nó. Tính từ của nó là physical. Physical như thế này. Đây là tính từ, có nghĩa là thuộc về thể chất. Giáo dục thể chất tức là môn thể dục. Đúng chưa nào? Today we have literature, physical education and history. Xong nhá. Câu số 5 này. Minh thì giỏi tiếng Anh hơn tôi. Đây là một câu so sánh hơn đúng không nào? So sánh hơn thì bao giờ so sánh hơn cũng sẽ đi với hai thể loại từ là tính từ hoặc trạng từ. Trong câu này thì đứng đằng sau động từ to be thì chúng ta sẽ sử dụng tính từ, đúng chưa nào? Minh giỏi tiếng Anh hơn tôi. Good là tốt, là giỏi. Bản thân nó đang là tính từ rồi. Nhưng chúng ta cần phải điền dạng so sánh hơn vì câu này còn gian. So sánh hơn của good không phải là gooder các bạn nhé, mà là gì? Better, đúng chưa nào? So sánh hơn của good là better. Vì good ở đây là tính từ có dạng so sánh hơn bất quy tắc. So sánh hơn và nhất đều là bất quy tắc, cho nên chúng ta cần phải thuộc. Mình thì giỏi tiếng Anh hơn tôi. Câu số 6 này. Môn tiếng Anh là một môn học, subject của môn học này quan trọng. Và cái gì đấy ở đây. Rồi, chúng ta xác định được loại nhá. Các bạn nhìn này, tiếng Anh ở đây là chủ ngữ này. Is là này, một này, ân là một này. Một môn học gì đấy này. Khi nào mà các bạn thấy chỗ phải điền ấy, cái chỗ từ phải điền này này, nó nằm kẹp giữa. Một bên đầu này là một quán từ a under này. Một đầu kia ở cuối này là một danh từ. Đó, thì cái chỗ phải điền này bao giờ cũng là một tính từ. Đấy là dấu hiệu nhận biết nhá. Ở đây các bạn thấy là cái từ phải điền này và end là và này, rồi đến important, đây là một tính từ. Như vậy là hai cái từ ở đây, cái từ ở đây và từ important này nó sẽ đồng dạng với nhau. Đây là important đã là tính từ rồi thì chắc chắn chỗ này cũng sẽ phải là một tính từ. Đó, tính từ sẽ luôn luôn đứng trước và bổ nghĩa cho danh từ đứng đằng sau. Vậy chỗ này chúng ta thấy là cái từ so sẵn là từ interest. Bản thân cái từ interest ở đây, bản thân nó là danh từ hoặc là động từ. Nếu danh từ thì có nghĩa là sự quan tâm, sự thích thú. Còn nếu động từ thì có nghĩa là làm cho thích thú, đúng chưa nhỉ? Làm cho ai cảm thấy thích thú. Và sang tính từ thì lại sẽ có hai tính từ là interesting và interested. Chắc là các bạn còn nhớ đúng không nào? In hoặc là ed, đúng chưa nào? Interesting thì có nghĩa là thú vị hoặc mang lại cảm giác thú vị, thích thú. Còn interested có nghĩa là cảm thấy thích thú, cảm thấy thú vị. Một ai đó cảm thấy thích thú, cảm thấy thú vị. Đúng chưa nhỉ?
Thì các bạn thấy là gì? Tiếng Anh là một môn học mang lại cảm giác thích thú đúng không nào? Một môn học thú vị, mang lại cảm giác thú vị là quan trọng. Đó chưa? Như vậy chúng ta sẽ điền tính từ ở đây là interesting. Đó. Interesting. Đúng chưa nào? Nếu các bạn mà điền interested vào đây thì có nghĩa là môn học, tiếng Anh là môn học tự nó cảm thấy thú vị cho nó. Như vậy là sai đúng không? Còn interesting có nghĩa là mang lại cảm giác thích thú và thú vị cho người học. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Đấy, bao giờ dấu hiệu nhận biết cũng là cái từ phải điền đấy nằm giữa một quán từ a, under và đằng sau là một danh từ, thì chỗ để điền đấy bao giờ cũng là tính từ. Luôn luôn là như vậy. Còn tính từ đấy là gì thì chúng ta cần phải suy xét thêm về nghĩa nữa. Tiếp theo câu số 7 nhé. Thư viện trong thành phố của chúng tôi có hơn 50 chấm. Ở đây từ cho sẵn là employ. Employ ở đây nó là động từ nhé, có nghĩa là tuyển dụng. Và các bạn xác định ở đây này, đằng sau số 50 này, 50 thì 50 cái gì, đúng chưa nào? Như vậy chỗ này chúng ta phải điền danh từ. Mà danh từ thì chúng ta sẽ phải biến đổi cái động từ employ này chuyển sang danh từ của nó. Với động từ employ này, nó sẽ có 3 danh từ như sau này. Mình liệt kê ra trước nhé. Là thứ nhất, employment. Employment ở đây là danh từ có nghĩa là việc làm hoặc là công việc. Danh từ thứ hai là employer. Employer là người tuyển dụng, người chủ, người tuyển dụng người khác về làm việc cho mình. Và danh từ thứ ba là employee. Employee là người làm công, người làm thuê. Được chưa nào? Như vậy các bạn xác định ở đây sẽ như thế nào nhỉ? Thư viện trong thành phố của chúng tôi có hơn 50 người làm việc đúng không nào? Người làm việc, người đi làm việc cho thư viện này. Như vậy chúng ta sẽ phải điền danh từ là employee. Rồi, để chúng ta sẽ điền danh từ employee vào đây. Nhưng mà chưa đủ, chúng ta cần phải làm sao? Vì đây có 50 người cơ, và đây là danh từ đếm được đúng không nào? Cho nên chúng ta phải thêm S vào. Ok nhá. Các bạn đã hiểu cách làm chưa? Đầu tiên chúng ta phải xác định xem điền từ loại gì này. Đứng sau số đếm đúng không nào? Thì chúng ta sẽ điền danh từ. Điền danh từ, ở đây là danh từ chỉ người đúng không? Vậy chúng ta phải biến đổi cái động từ employ này chuyển sang danh từ chỉ người. Nhưng ở đây có hai danh từ chỉ người là người tuyển dụng, employer, và người làm công, employee. Đúng chưa nào? Ở đây thì chúng ta xác định sẽ là người làm công, người làm thuê cho thư viện. Vậy chúng ta sẽ điền employee và thêm S vào, vì đây là số nhiều. Ok, xong câu số 7 nhé, đến câu số 8 này. Sinh nhật của tôi là vào ngày 20 tháng 9 đúng không nào? Ở đây đề bài cho chúng ta con số là 20, 20. 20 ở đây là số đếm. Trong khi chúng ta cần phải điền vị trí ở đây là số thứ tự. Bởi vì khi nói đến ngày tháng thì chúng ta dùng số thứ tự, không được dùng số đếm nhé. Đặc điểm của số thứ tự trong tiếng Anh là đằng trước sẽ có the này. Và đằng sau là số thứ tự đó sẽ có đuôi th đúng không nào? 20 là số đếm là 20. Thứ 20 là the 20th. Đây, the 20th of September. Ok nhá, các bạn biến đổi số 20 này này, chuyển thành số thứ tự của nó là the 20th. Cái th này là phát âm lưỡi giữa răng nhá. Rồi câu số 9 này. Bố mẹ của tôi làm việc ở một trường cấp 2. Secondary là trường cấp 2. Họ là làm sao nhỉ? Giáo viên tiếng Anh đúng không nào? Teach ở đây là động từ dạy học. Chúng ta sẽ thể biến đổi thành danh từ. Danh từ chỉ người, người giáo viên là teacher, đúng chưa nào? Ở đây có hai người vì là bố mẹ tôi, cho nên chúng ta sẽ phải để số nhiều. Teachers. Ok. Xong nhá. Câu số 10 này. Tôi đến thăm ông bà của tôi chấm chấm một tháng. Ở đây có số 1 này, 1. 1 là 1. Ở đây chúng ta hiểu là tôi đến thăm ông bà của tôi một lần một tháng, đúng chưa nào? Một lần một tháng thì chúng ta biến đổi từ one đó chuyển sang từ gì đây? Once, đúng chưa nào? Once. Once ở đây là trạng từ nhá, có nghĩa là một lần, đúng chưa nào? Một lần một tháng chỉ tần suất. Ok, như vậy là mình đã làm xong cái bài tập cho dạng đúng của từ cho sẵn ở đây, biến đổi các cái từ này trở thành cái từ phù hợp với dạng danh động tính trạng để điền vào các vị trí trong câu. Với dạng bài này thì mình nhắc lại này, các bạn trước hết sẽ cần phải xác định đúng cái từ loại chúng ta cần phải điền vào chỗ trống này. Xác định đúng từ loại là danh từ, tính từ, động từ hay là trạng từ. Dựa vào các cái dấu hiệu nhận biết, chúng ta có thể nhìn đằng trước, đằng sau cái vị trí từ phải điền đó để xác định xem cái từ đấy phải điền là từ loại gì. Ok chưa nào? Và sau đó bước thứ hai là các bạn phải phân loại.
phải xác định được cái từ cho sẵn này nó thuộc loại từ gì, và từ loại từ đó chúng ta sẽ phải biến đổi sang cái loại từ cần thiết mà chúng ta cần, được chưa nào? Với dạng bài này thì bắt buộc là chúng ta cần phải có một cái vốn từ tương đối là vững chắc để chúng ta mới có thể làm được nhé. Ok, video ngày hôm nay của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây nhé. Trong video tiếp theo mình sẽ chữa sang cái bài tập trắc nghiệm này cho các bạn. Đây, đây là bài tập trắc nghiệm nhé. Ok, đề cương này của chúng ta còn khá là dài nhưng mà rất là đầy đủ. Link tải bộ đề cương này mình để trong phần mô tả video nhé. Các bạn có thể vào phần mô tả video để lấy link tải về xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.